Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tỉnh ta đã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai đồng bộ việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, thực thi công vụ đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng từng bước hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực quản lý như đất đai, tài nguyên môi trường, đo đạc và bản đồ, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của ngành. Từ sự quản lý khá đa dạng, các chuyên ngành cụ thể này đòi hỏi các đầu mối quan hệ trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức bộ máy cũng hết sức phức tạp. Xuất phát từ đặc thù đó, nhiều năm nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành đơn vị được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm đầu tư. Hiện 100% cán bộ công chức của Sở đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet, 100% văn bản xử lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và các phòng ban đơn vị đều được triển khai trên phần mềm điện tử, hạn chế tối đa việc photo sử dụng văn bản tài liệu giấy. Việc xử lý hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh cũng đã được rút ngắn nhiều thủ tục, thời gian, tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rất là chú trọng đến công tác cải cách hành chính, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết công việc. 100% những cái thủ tục hành chính của Sở hiện nay đang được tiếp nhận qua cái phần mềm một cửa điện tử, giúp cho người dân và doanh nghiệp họ có thể theo dõi và quá trình xử lý và tiếp nhận của Sở Tài nguyên Môi trường đang giải quyết đến đâu và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ như là cái thủ tục hành chính thẩm định DTM rút ngắn từ 30 ngày còn 20 ngày và phê duyệt thì còn 15 ngày. Và những cái thủ tục đất đai cũng vậy, chúng tôi đã chỉ đạo những cái bộ phận chuyên môn là rút ngắn là 50% cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều chủ trương cơ chế chính sách để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Hiện hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh được chú trọng đầu tư xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trực tuyến được xây dựng và từng bước kiện toàn tạo nền tảng phát triển cơ quan điện tử, chính quyền điện tử. Hiện toàn tỉnh có 187 đơn vị gồm 16 sở ngành, 10 huyện thành phố, 161 xã, phường được trang bị cơ bản đầy đủ máy tính cho cán bộ công chức, có hạ tầng mạng nội bộ theo tiêu chuẩn, có mạng LAN và trang thông tin điện tử được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện nhận và gửi văn bản điện tử qua mạng Internet. Đến nay, tỉnh ta đã cung cấp 886 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Bên cạnh đó, các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh cũng đã tích cực triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin theo chuyên ngành phục vụ hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Nổi bật như ngành giáo dục đào tạo, thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý trường học, sổ liên lạc điện tử, đào tạo trực tuyến. Ngành y tế ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán điện tử VNPT HIS ở 17/41 cơ sở y tế có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian, chi phí của đơn vị và người đến khám chữa bệnh. Ngành bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến, giao dịch điện tử về thu bảo hiểm đã góp phần giảm thủ tục, thời gian cho cá nhân, đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm. Việc kê khai các thủ tục bảo hiểm thì như trước kia thì đơn vị phải kê khai trên hồ sơ giấy và phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để lộp hồ sơ cũng như là nhận kết quả. Nhưng mà từ khi cải cách thủ tục hành chính, tất cả các hồ sơ và giao dịch thì đều thực hiện qua giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc mà trao đổi giao nhận cái kết quả hồ sơ bảo hiểm xã hội. Tiêu của năm 2019 thì chúng tôi sẽ cung cấp trên 50% số dịch vụ công trực tuyến đạt từ mức độ 3, mức độ 4 trở lên để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước. Cơ sở hạ tầng thì đảm bảo làm sao cho 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện và trên 80% công chức cấp xã có máy tính và được kết nối liên thông giữa các cơ quan. Các văn bản sẽ được gửi nhận bằng dưới dạng điện tử và có xác thực chữ ký số.
Nhờ triển khai đồng bộ việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước, nên năm 2018 vừa qua, Hưng Yên được đánh giá xếp thứ 9 toàn quốc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, gọi tắt là ICT Index, tăng 22 bậc so với năm 2017. Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh cũng tăng lên 6 bậc, xếp thứ 35 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả này đã phần nào khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiện đại hóa, chuyên môn hóa, qua đó góp phần tích cực làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, tổ chức, giúp chính quyền gần dân hơn, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.